Kim Ngân chào các bạn. Người xưa có câu rằng, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong giáo lý nhà Phật cũng cho rằng, ác khẩu sẽ tạo nghiệp báo khôn lường. Vậy nên, đừng để cảm xúc tức giận chi phối tâm trí và tước đoạt đi phúc báo của bạn. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Đây là sự thật mà rất ít người biết. Khẩu tạo nghiệp là dễ xảy ra nhất mà cũng là tạo thành nhiều nhất. Quả báo phía sau sẽ vô cùng lớn. Chỉ có biết nhẫn thì sẽ có thể xử lý và hóa giải, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành không có chuyện gì. Có thể nhẫn thì có thể phân biệt được tốt xấu, thiện ác, thị phi của thế gian. Và mỗi buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi chính mình, hôm nay mình có tức giận không? Cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ngày. Vì thế, mỗi ngày hãy tự mỉm cười với mình nhé. Trên thế giới này có một loại kinh doanh luôn lỗ vốn, chính là tức giận. Mọi người thường không chịu nhận sai, mọi thứ đều nói là lỗi của người khác, cho rằng mình mới là đúng. Kỳ thực, không chịu nhận sai chính là một sai lầm. Người mình nhận lỗi có thể là bố mẹ, bạn bè, người ngoài xã hội, thậm chí nhận lỗi với con cái và cả người đối xử không tốt với mình. Bạn sẽ thấy rằng mình sẽ chẳng mất đi cái gì, mà ngược lại sẽ thấy được sự độ lượng của mình. Cái gì cũng không thể nhẫn nại, thành tựu của bạn sẽ bị giới hạn. Nhẫn nhịn cũng chính là điều mà con người gọi là bền bỉ, nghị lực. Cần phải nhẫn để được vừa lòng đẹp ý. Tại sao vậy? Người xưa dạy, một điều nhịn chín điều lành. Cũng lại nói, lùi một bước biển rộng trời cao. Quả thực, nhẫn nhịn có thể khiến tâm chúng ta trở nên thanh tịnh. Khoảng trời trước mắt cũng trở nên rộng mở, bao la. Nếu có thể nhẫn chịu oan khuất, thì bạn là người được phúc báo. Người khác nhục mạ bạn, không hề gì. Hãy coi như được bội phục. Người khác làm tổn thương bạn, bạn nên coi như họ đến để độ bạn. Làm tổn thương người khác chính là tiêu xài công đức phát tài của mình. Một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác. Ngược lại, một người có thể nhẫn nhục chính là liên tục thu tiền. Người đại nhẫn giống như mở ngân hàng có thể thu nạp từ trăm sông. Trong mấy chục năm của cuộc đời, có rất nhiều chuyện và lời lẽ khiến chúng ta cảm động. Vì thế, chúng ta cũng nên nỗ lực tìm cách khiến người khác cảm động. Niệm giận vừa khởi lên, chịu cửa nghiệp chướng liền khai mở. Một khi tâm oán giận vừa khởi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính bị che mất. Do đó, sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm tổn thương mình mà còn hữu ý hoặc vô ý gây thù kết oán với người khác. Nếu không thể hóa giải thù oán, khi nhân duyên chín muồi, báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt, oan oan tương báo, quả báo sẽ ngày càng tàn khốc hơn. Thân thể, tâm trạng của con người cùng với tự nhiên dùng thành một bức họa. Thất tình lục dục làm nhiễu loạn tự nhiên, nhiễu loạn thân thể người. Thất tình là thích, phẫn nộ, buồn, vui, yêu, ác, dục. Trong đó, tức giận, nổi cáu là gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người lẽ ra phải 200 tuổi, chính là do những phiền não của bản thân đã làm cho thân thể bị hư hại. Người luôn sống trong cảnh giới đại tử bi thì không già, không yếu, không mê, không tà, không tiêm nhiễm. Đây mới là niềm vui thật sự. Thường cảm ơn trong lòng. Mặc dù người khác nhục mạ, phỉ báng, hãm hại bạn, bạn cũng vẫn nên dùng thiện tâm để đối đãi và tự đáy lòng mình cảm ơn họ. Thực sự thì sự sỉ nhục, phỉ báng, phá hại của người khác cũng chính là để tiêu trừ nghiệp lực mà mình đã tạo ra trong đời này. Vậy nên, quyết không thể để tâm oán hận nổi lên. Nếu vẫn còn tâm oán hận thì không những không thể tiêu nghiệp, mà ngược lại còn làm cho nghiệp tăng lên. Bạn hỏi Phật, ngày nào tốt? Phật hỏi xem, bạn có ngày nào bình yên? Nếu không tu tâm mình thì không thể sống những ngày tháng bình thản. Cuộc đời giống như một cái cặp da,
khi cần dùng thì mới lấy, khi không dùng thì bỏ ra. Lúc cần bỏ xuống thì lại không bỏ, giống như mang theo hành lý nặng trĩu, không thể tự tại. Những năm tháng của cuộc đời có hạn, vậy nên nhận sai, tôn trọng, bao dung thì mới có thể bình thản, buông bỏ mới có thể tự tại. Nổi cáu là tối kỵ của tu hành, là đốt cháy rừng công đức của mình. Nếu không sửa đổi tính xấu này, thì vô luận là một ngày có niệm bao nhiêu bộ kinh, có thuyết bao nhiêu lần pháp, thì bạn cũng không thể ra khỏi tam giới. Phát cáu là biểu hiện của vô minh, chính là không minh bạch. Bất thiện, ác ý với người khác chính là chà đạp chính mình. Nếu ác ý với người khác thì người bị hại chỉ chịu 3 phần 10, mà chính chúng ta mới phải gánh chịu phần nhiều 7 phần 10. Đó chính là chà đạp chính mình mà không tự biết. Một câu nói ra khỏi miệng gây sự tổn thương thì chính mình là người gánh chịu phần lớn sự tổn thương đó. Bạn muốn mình khỏe mạnh, trường thọ và tràn đầy trí huệ thì bạn phải dùng tấm lòng yêu mến để đối đãi với tất cả mọi người. Biết cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Nhận lỗi là một phẩm chất tốt, cũng là một loại tu hành. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi lại những lần các vị vua trong lịch sử nhận lỗi và tự trách mình như sau. Năm Kỷ Mão 1039, sau khi dọn dẹp ở vùng biên giới phía Bắc, triều thần dâng sớ xin vua Lý Thái Tông tăng thêm tôn hiệu, nhưng vua đã từ chối mà nói rằng: "Chấm là người ít đức, đứng đầu thần dân, dậy sớm thức khuya, lúc nào cũng lo sợ như lội vực sâu, chưa biết lấy đạo gì để thấu trời đất, lấy đức gì để kịp Nghiêu Thuấn. Vừa rồi giặc nùng dẹp yên, chiêm thành quy phục, động sinh vàng dòng, đất trồi bạc trắng, ý chừng có điều gì mà được thế chăng, hay sắp xảy ra việc gì để cảnh báo chăng? Chấm rất lo sợ, sao đáng để tôn sùng tên đẹp hiệu vinh, lời bàn của các khanh nên đỉnh bãi." Ngày 27 tháng 5 năm Mậu Ngọ năm 1438, vì có nhiều thiên tai, vua Lê Thái Tông đã xuống chiếu tự trách tội. Bài chiếu viết: "Mấy năm nay hạn hán, sầu bệnh liên tiếp xảy ra, tài dị luôn luôn xuất hiện. Khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay, nhiều lần sét đánh vào vườn cây trước cửa Thái Miếu ở Lam Kinh. Cứ nghiệm xét việc xảy ra tai họa, nhất định là có duyên ở trong đó. Có phải do trẫm không lo sửa đức để mọi việc bê trễ, hay là do quản tể phủ bất tài, xếp đặt không điều hòa? Hay là dùng người không đúng để người tốt kẻ xấu lẫn lộn? Hay là hối lộ công khai mà việc hình ngục có nhiều oan trái? Hay là làm nhiều công trình tổ mộc để sức dân mỏi mệt? Hay là thuế khóa nặng nề mà dân túng thiếu? Trẫm tự trách tội mình, đại xá cho thiên hạ. Tất cả các đại thần, các quan văn võ, các người nên chỉ ra những lỗi lầm trên, cứ thẳng thắn nói hết, đừng kiêng nể gì. Nếu có điều gì tiếp thu được, nhất định sẽ khen thưởng cất nhắc, dẫu có ngu đần vu khoát cũng không bắt tội. Ngõ hầu có thể lay chuyển lòng trời, chấm dứt được tai biến, để nước nhà mãi mãi hưởng phúc lớn vô cùng vậy." Tháng 7 năm Đinh Mão năm 1447, vua Lê Nhân Tông lại xuống chiếu rằng: "Nhận lỗi trách mình, duy bậc chí thành mới có thể làm được. Trừ tai cứu nạn, thực điều nhân chính phải đặt lên hàng đầu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Dũng khí lớn nhất đời người là nhận sai, kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình. Khi hiểu thấu được những lý lẽ này, chẳng phải tìm đâu xa, rất có thể bạn đang tiến đến rất gần cái gọi là hạnh phúc." Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhờ mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.